Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện ngôn tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện sau khi nắm phụ phá sản tập 33. Khương Dĩnh quả thực không cách nào liên hệ Ân Vinh Lan với việc giả thần giáo quỷ. Trần Tràn đi về phía góc chết, gọi điện thoại hơn 10 giây, lại ngồi trở lại vị trí cũ. Báo cáo công việc sao? Khương Dĩnh hỏi. Trần Tràn thản nhiên nói, gọi cho Ân Vinh Lan, dặn dò anh ấy tìm phần mềm xem livestream. Khương Dĩnh mới đầu nghĩ là thể hiện tình cảm Nhưng không thấy chút ngọt ngào nào Ở khóe mắt của đối phương Trần trần đào qua linh dạ xung quanh Thở dài Lát nữa tôi sẽ xử lý hàng giả Cũng tốt cho một số người quán triệt giá trị chính xác Ân Vinh Lan nghiện giả thần giáo quỷ Đây là bệnh Phải trị Khương Dĩnh thở ơ Trần Tràn trượt nói Nghe nói lúc trước khi Lâm Trì Ngang cầu hôn Đã viết qua một phong thư vẻ mặt bình tĩnh trong nháy mắt có biến hóa khương dĩnh không nói một lời đứng lên cũng gọi điện thoại một lát sau đi tới trước mặt trần tràn nhẹ giọng dặn dò biểu hiện tốt một chút cô là một diễn viên nhưng trong ánh mắt nước này tất cả đều là ớt ức không che giấu được có thể thấy được bóng ma mà bức thư kia mang đến trần tràn chuột dạ xoa xoa chấp mũi truy tìm căn nguyên ngọn nguồn của tất cả tội ác vẫn là ân vinh lan đạo diễn vỗ vỗ tay người dẫn chương trình vội vàng bước tới sân khấu. Nhân viên hiện trường bắt đầu xác nhận micro và các thiết bị khác có thể hoạt động bình thường hay không. Trần Tràn chỉ là khách mời đặc biệt, vị trí tương đối xa. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình của mấy hàng khán giả đầu tiên. Dùng bái, say mê. Giờ khắc này trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một cỗ ý thức trách nhiệm xã hội. Hạ quyết tâm muốn ngăn cơn sóng dữ, vạch trần cái gọi là nửa đảo năng lực tâm linh. Người dẫn chương trình một lần nữa xác nhận với Trần Tràn và Khương Dĩnh có cần thông dịch viên hay không. Hai người lắc đầu nói không cần. Để phòng trường hợp cần, họ đã chuẩn bị một thông dịch viên theo yêu cầu của đạo diễn trước đó. Tất cả đã sẵn sàng, người dẫn chương trình phát biểu khai mạc, khán giả tại hiện trường vỗ tay nồng nhiệt. Cậu nhận được một túi ni lông từ đạo diễn và mở nó ra, chứa gần 100 bức tranh. Nhìn sơ qua, màu sắc khác nhau, kỹ thuật vẽ có thành thạo, có non nớt. Trước hết phải cảm ơn sự hợp tác của quý vị khán giả Sẵn sàng đến trước một giờ MC cười Những lời còn lại là những lời tâm sự trên sân khấu Những bức tranh này đến từ khán giả trực tiếp Ghi lại những giấc mơ ấn tượng gần đây nhất của họ Kỳ tác rất đơn giản Người dẫn chương trình nhắm mắt ngẫu nhiên rút ra một bộ Linh giả căn cứ vào nội dung hình ảnh giải thích ý nghĩa sâu xa của giấc mơ Để người vẽ phán đoán ai nói chính xác Quá mơ hồ một vị lính già lạnh nhạt nói: dốc mời có thể phản ánh quá khứ hoặc dự đoán tương lai. còn có một người nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không tán thành quy tắc này. người dẫn chương trình ra hiệu bình tĩnh tiếp tục giải thích quy tắc: nếu có ba người trở lên phán đoán là chuyện tương lai, tổ tiết mục sẽ tiến hành theo dõi sau này. bức tranh kia sẽ không được thêm vào phán đoán và một bức tranh mới sẽ được rút thêm. trần tràn cúi đầu che giấu sự chế nhạo trong ánh mắt. đó là một phép tính tốt. Thuật số học vốn dĩ rất thần bí Nếu như tất cả linh giả đều là lừa đào Quy tắc mơ hồ có thể bảo toàn thể diện của tổ tiết mục Hơn nữa Hậu kỳ truy lưng dấu vết Nếu thật sự mèo mù đụng phải chuột chết Còn có thể dẫn dắt đề tài Lần này cơ bản không còn ai phản bác nữa Người dẫn chương trình làm dối tung bức tranh Nhắm mắt rút ra một bức Người Trung Quốc họ ngồi bỗng nhiên nói Tôi am hiểu là nhìn mặt chứ không phải bói toán Nói thật trong mấy tập trước cơ quả thật dựa vào đối mặt để chiến thắng không ít thí sinh đi đến hôm nay. Việc lựa chọn tác phẩm một cách mù quáng chỉ để đảm bảo công bằng. Người dẫn chương trình nói, sau này sẽ có người nhận bức tranh này, bạn có thể xem mặt. Vận khí coi như không tệ, bức tranh đầu tiên được rút ra một tả khá rõ ràng, một số người ăn xung quanh một cái bàn nhưng gạo họ ăn đều là màu đen. Người chủ trì hỏi bức tranh này xuất phát từ tay ai, lập tức một người phụ nữ xinh đẹp đứng lên nhìn hơn 30 tuổi, làn da khá mỏng manh. Linh giả trên đài từ trái sang phải, lần lượt phân tích thấm ý cho mộng cảnh. chén chán nghe có chút buồn ngủ, chỉ khi người Trung Quốc họ ngô mở miệng mới chăm chú nghe hai câu. Giọng nói của đối phương rất nhỏ, kiêu ngạo lạnh lùng. Tôi cảm thấy hoảng sợ và tội lỗi. Không nói gì thêm, đợi bọn họ lần lượt phát biểu ý kiến xong, micro rốt cuộc đưa tới chỗ hướng dĩnh. Danh tiếng của cô ở nước ngoài không nhỏ, người dẫn chương trình vẫn giới thiệu lạnh một lần nữa thuận tiện đề cập đến tên của bộ phim mới cuối cùng mới hỏi cô có ý kiến gì về bức tranh này khường dĩnh khách khí nói tỏ vẻ mình không tinh thông phương diện này người phỏng vấn nhìn cô có vài người trời sinh mẫn cảm nói chuyện cũng không khách sáo xem như cấp cho một bậc thang trá hình nói sai cũng sẽ không có người trách móc nặng nề khường dĩnh liền thuận miệng suy đoán vài câu rốt cuộc đến phiên trần tràn bởi vì cậu là người cuối cùng Ánh mắt mọi người đều tập trung vào nơi này Chỉ thấy ngón tay trần tràn ở giữa bức vẽ Nhẹ nhàng điểm một cái nhíu mày Nhắm mắt lại không nhúc nhích tại chỗ Bất quá chỉ là khách mời đặc biệt Không ai trông cậy vào cậu có hành động gì Chậm chạp không tỏ thái độ Khiến cho không khí quá mức cứng ngắc Người dẫn chương trình vừa định hòa giải Trần tràn giúp cậu hám miệng Xin lỗi Vừa lúc mới vào giấc mộng Ba chấm, Người trong tranh không ăn cơm Là cho hương Bọn họ cũng không phải thân thích bằng hữu của chủ nhân trong mộng Mà là nạn nhân Làm phiền nhiều một chút Nhường khoảng trống hai chỗ ngồi Chân chẳng nắm lấy cổ tay cô gái Người dẫn chương trình quát lớn Đây là live stream Ở đầu có công khai chiếm tiện nghi trước ống kính Cô là nam Chân chẳng phất lờ lời cảnh cáo phía sau, bình tĩnh nhìn cô gái. Còn là một kẻ giết người lời nói vừa dứt trên sân trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn mục đích trần tràn đi tới chính là phòng ngừa đối phương nổi giận đả thương người cô gái dùng sức giãy thoát khăn lụa trên cổ rơi xuống lộ ra yết hầu lần này khán giả vốn không tin trong nháy mắt nhào nhào đứng lên đuôi về phía sau vài bước giữa ồn ào và hỗn loạn lực lượng bảo vệ kiểm soát hiện trường trần tràn chủ động rút khỏi vòng vây thừa dịp nhân viên công tác báo cảnh sát một lần nữa đi đến bên cạnh khương dĩnh ngồi xuống là thật sao? Khương Dĩnh hỏi. Nếu chỉ là nam giả nữ bị vô cớ giày vò một phen, Trần Tràng chắc chắn sẽ phải nhận một vụ kiện tụng. Câu trả lời nhận được là khá chắc chắn. Đó là một tên tội phạm đang bị truy nã. Khương Dĩnh. Làm sao anh biết? Trần Tràng. Tôi có ấn tượng với thông báo trao thưởng của một số quốc gia lân cận. Bà chấm. Khương Dĩnh đột nhiên nhớ tới năm ngoái cậu bắt được tội phạm trao thưởng, giống như sau này vẫn có. Có người bởi vì bị nhìn chằm chằm thêm 2 giây, bị quân chúng đuổi theo khắp đường phố, lầm tưởng cũng là một kẻ đào tẩu. Lại nói mấy vị linh giả vừa rồi, ngoại trừ người Trung Quốc họ ngô, không ai trong số họ nghĩ ra. Trần tràn sửa sang lại quần áo một chút, đứng lên chuẩn bị tiến hành tiết lộ bí mật, kêu gọi quân chúng hưởng ứng khoa học. Khương Dĩnh nhìn ra tính toán của cậu thấp giọng nói. Bình tĩnh một chút, chương trình đã thông báo kết thúc ghi hình giữa chừng nhiều khán giả trực tiếp tải lên các video ngắn với số lượt truy cập tăng nhanh chóng. Trần Trản mặt không chút thay đổi lần lượt xem xong, nghiêm túc hỏi. Tình huống hiện tại, tôi nên tìm ai để nói lý lẽ? Khương Dĩnh nhìn cậu thật sâu, lắc đầu. Trần Trản suy nghĩ đối sách thì điện thoại di động không ngừng rung lên, không hề có bất ngờ là Ân Vinh Lan gọi tới. Là thật sao? Đêm nay vào giấc mộng của ta, chúng ta có thể tiểu biệt thắng tân hôn. Đối mặt với ba câu không ngừng nghỉ Chân tràn chỉ trả lời một câu Có biết chữ quỳ viết như thế nào không? Thời gian hai bên ở chung càng lâu Ân Vinh Lan chắc chắn có thể đoán được nguyên nhân Cậu cũng lời nói nhiều Cứ điện thoại hỏi Khương Dĩnh nghĩ sao Về người Trung Quốc họ ngồi trên sân khấu Ngô nhị Khương Dĩnh suy nghĩ một chút Lòng tự trọng rất cao Bốn từ ngắn ngủi Khai quát tốt tính cách của người khác Trần tràn tôi nghi ngờ cô ta không phải là người tốt muốn thử tiếp xúc sâu hơn khương dĩnh tội phạm bị truy nã trần tràn cười cười không nói lời nào trong mắt khương dĩnh thì coi như là mặc định con đường kiếm tiền có rất nhiều cuối cùng tốt bụng đề cập đến một câu một số đường tắt đều không dễ dàng đi trần tràn gật đầu tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ khương dĩnh bỗng nhiên nói cô ấy là pháp sư hiện tại tiếp xúc rất thích hợp Trần Trần nhớ tới thân phận người nhập mộng được sắp xếp trên mạng, nhất thời như có điều suy nghĩ. Dù trong nước hay nước ngoài, tốc độ của các phóng viên lao đến hiện trường luôn luôn là một ẩn số. Một số phương tiện thuyền thông đã tập trung bên ngoài khách sạn. Trần Trần vừa xuống xe, micro liền ngành đón. Trong câu hỏi cũng không thể thiếu ba chữ nhập mộng giả. Khương Dĩnh lưu lại cho cậu một ánh mắt tự cầu phúc, trước một bước đi vào khách sạn. Trần Trần mím chặt môi, không nói một lời chen ra một con đường. Tiền phòng khách sạn cao cấp không nộp vô ích, các phương tiện truyền thông còn lại bị bảo vệ ngăn ở ngoài cửa. Giá khỏi thang máy, hành lang yên tĩnh làm cho mọi người thoải mái hơn rất nhiều. Trần tràn nhíu mày, từ trong túi lấy ra một con dao nhỏ, động tác đẩy cửa đi vào, cố ý chậm nửa nhịp. Trên ghế sofa có một người ngồi, ngẩng đầu nhìn cậu. Đã trở về rồi sao? Trần tràn chỉ muốn đem lời khen ngợi chị án khách sạn một phút trước rút lại. Người tiền sinh chủ động trả lời câu hỏi của mình. Một trong những nhân cách của tôi sẽ mở khóa. Tiết mục biểu diễn không tệ. Người tiên sinh rất thâm ý. Nhập mộng giả. Bà chữ màn theo một cỗ khẽ diễu cợt. Trần tràn tự hỏi có nên báo cảnh sát mang vị khách không mời này đi hay không. Khớp món tay ngồi tiền sinh gõ gõ trên mặt bàn. Phía trên là một sấp tư liệu trần trản mở ra xem xong nhíu mày ngoại trừ ngô nhị trên đài còn có hai người khác là con lai mang dòng máu trung quốc hơn nữa cha ruột cũng là họ ngô đây là những điều khương dĩnh không đề cập đến trong thông tin đưa cho cậu thì ra các người là một gia tộc tội ác trần trản nhìn ngô tiên sinh lên án lòng người xưa ngô tiên sinh có thái độ lạnh lùng tôi không biết họ trong đầu trần Tràn hát ra một vở kịch lớn con riêng lưu lạc bên ngoài không được gia tộc thừa nhận vì làm ra thành tích chứng minh giá trị dần dần trưởng thành thành thanh niên ưu ám độc địa. Mơ hồ nhìn ra điều gì đó giọng ngô tiên sinh lạnh đến chút một dạng người. Chỉ là cùng họ không có quan hệ huyết thống. Hơn nữa, hiểu được đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng mà trần tràn lại nghĩ đến một nhược điểm của con nuôi. Từ bỏ việc sửa chữa não vô lương tâm ngô tiên sinh nói ra mục đích hơn một nửa là những người bị mắc kẹt có mục đích khác, có muốn cùng lại bỏ chúng không? Hắn nói rất tốt, độ tin cậy không cao, nhưng trần trản cũng không chất vấn, ngược lại nhìn chầm chầm ngô tiên sinh vài giây, rất nhanh lộ ra một nụ cười có chút thần lương. Được. Không phải nụ cười nào cũng truyền đạt niềm vui, ít nhất nụ cười này làm cho ngô tiên sinh cảm thấy khó chịu từ đánh lòng. Nếu không cần thiết, cậu hy vọng rút ngắn thời gian gặp mặt, ngay lập tức đứng dậy từ ghế sofa, biểu thị có chuyện gấp. Trước khi đi, Ngô Tiên Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua tấm ảnh dán trên cửa sổ, không nhịn được hỏi một câu. Chứ ta Trần Trần lắc đầu đương nhiên nói. Xuất môn tại ngoại, một mình anh ấy không yên tâm. Ngô Tiên Sinh không hiểu chuyện này có liên quan gì đến việc dán ảnh ân Vinh Lan lên cửa sổ. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt hắn quá rõ ràng, Trần Trần không muốn bị coi là người ngoài hành tinh. Vì thế mở miệng nói Ân Vinh Lan yêu cầu Ngô tiên sinh nghi ngờ Tuy tiếp xúc với y không nhiều lắm Nhưng trực giác mách bảo Ân Vinh Lan không phải là người có thể làm ra loại chuyện này Trần tràn Ban ngày hướng ra bên ngoài Để cho anh ấy ngắm phong cảnh Buổi tối hướng đầu giường Để cho anh ấy nhìn tôi Bà chấm Đáp lại cậu là sự kiên quyết rời đi Cùng tiếng đóng cửa vang lên quá lớn Trần tràn đi tới trước cửa sổ sát đất Truyền thông dưới lầu còn chưa rời đi toàn bộ Liền từ bỏ ý nghĩ đi siêu thị mua đồ Nằm trên sofa chuẩn bị chợp mắt Giữa chừng thức dậy một lần nữa Cậu người được mùi bùn đất ẩm ướt Và tiếng mưa rơi rồn dập bên tai Trời mưa Lầm bẩm một tiếng Xoay người tiếp tục ngủ Nửa đêm mưa vẫn chưa dừng lại Ngược lại có xu hướng càng ngày càng lớn Trần tràn thích những ngày mưa Nhưng bây giờ đến một trận mưa to Cũng không phải chuyện tốt Thành phố này trước kia cũng có tiền lệ xuất hiện lũ lụt. Nếu tiếp tục như vậy, việc ghi hình chương trình có thể phải trì hoãn vào ngày mai. Gián tiếp có nghĩa là cậu phải mang danh hiệu thần côn nhảy nhót thêm mấy ngày. Hôm qua đi ngủ sớm, hôm sau tỉnh lại cũng đặc biệt sớm. Sau khi tỉnh táo, trước tiên cậu nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này trời còn chưa sáng, trên cửa sổ treo một người giấy nhỏ màu trắng, miệng nhếch lên rất lớn, lộ ra nụ cười đáng buồn tầng cao gió cũng lớn, theo gió nhẹ nhàng lay động. Nó đang đối diện với Trần tràn, hai mắt không có con người, tối đen như mực, giống như hai hố đen. Không có gì có thể tỉnh táo hơn một màn này, chút buồn ngủ cuối cùng cũng không còn sót lại. Không biết nó là gì, nhưng nếu ai đó ở tầng đối diện vô tình bật đèn nhìn thấy, phòng trường đối phương sẽ bị dọa choáng váng tại chỗ. Trần tràn từ dưới gối đầu lấy ra dao nhỏ, mượn một chút ánh sáng chậm rãi đi tới khoảng cách đủ gần cậu đột nhiên ném con dao trong tay kèm theo lạch cạch một tiếng trần tràn lạnh lùng nói não mình ngập nước rồi sao hệ thống hóa trang thành búp bê ngày nắng mở miệng tôi làm tất cả vì lợi ích của ký chủ đấy ba chấm hệ thống đêm qua ký chủ đã nói chuyện trong giấc mơ hy vọng hôm nay là một ngày nắng đừng nói cái đầu to này buộc một lớp phải trắng y hệt một con búp bê trời nắng trần tràn Mì có mắt từ khi nào vậy? Hệ thống Lần thứ hai phát dục Trần tràn lấy tay sờ sơ vị trí hốc mắt Đưa tay xóa vết mực đen Hệ thống ủ rũ Được rồi, tôi thừa nhận vẽ lên Ngón tay trần tràn không tự nhiên động đậy hai cái Vô cảm xoay người dùng khăn giấy lau sạch mực trên tay Kiềm chế cực độ Gần mực thì đen Nó tiếp xúc lâu dài với ân vinh lan Bị ảnh hưởng không có gì đáng ngạc nhiên mười ngón tay siết chặt lại buông ra. Không sai, món nợ này hẳn là ghi trên người Ân Vinh Lan. Ân Vinh Lan cách xa vạn dặm đang học, không hiểu sao hát hơi một cái, âm thầm suy nghĩ vì sao mùa hè lạnh lạnh. Không biết có phải là phiên bản hệ thống của búp bê ngày nắng có hiệu quả hay không.ít nhất bầu trời thực sự trong lành. chuyện ngày ý muốn ngày hôm qua làm cho rét tinh chương trình phát bạo. lúc xuống lầu dùng bữa sáng đụng phải Khương Dĩnh. Đối phương còn nói đùa Ngày họp báo mời cậu đi Tuyệt đối là mánh lưới quảng cáo độc nhất vô nhị Tuy nói khả năng nơi này xuất hiện truyền thông không lớn Nhưng hai bên hết sức tránh hiểm nghi Không ngồi dùng bữa cùng nhau Lúc ăn cơm Trần Trản cố ý lấy điện thoại di động ra xem vài lần Xác định không nhận được tin tức chương trình bị trì hoãn Trong đầu nháy mắt nghĩ ra mấy phương án chứng minh Mình không phải thần côn Chỉ chờ chương trình phát sóng làm rõ Lại ngẩng đầu lên lần nữa phát hiện Khương Dĩnh đang nhìn mình. Trần tràn nhìn xung quanh, thấy một người phụ nữ vừa bước vào phòng ăn. Ước chừng là bởi vì hiểu lầm người này là tội phạm truy nã, Khương Dĩnh đồng dạng nhìn nhiều hơn hai lần. Rất nhanh liền phát hiện chỗ không giống người thường. Nữ nhân giống như đang nấu ăn, kỳ thực tầm mắt ngẫu nhiên sẽ lơ đãng đảo qua phía bên trần tràn. Không giống như là tội phạm bị truy nã, trần tràn và phụ nữ đều âm thầm đánh giá, càng giống như một câu chuyện tình trạng ý thiếp. Cũng may cô mình mẫn hơn Lâm Trì ngang nhiều, ý nghĩ kỳ quái vừa mới sinh ra đã chủ động dập tắt trước một bước, đem cơm còn lại đóng gói trở về phòng ăn. Ngồi nhị thòng dòng ngồi xuống vị trí ban đầu của Khương Dĩnh, gật đầu chào hỏi trần tràn. Chào buổi sáng. Hai người đã gặp nhau trong chương trình hôm qua, nói chuyện như vậy cũng không có vẻ đột ngột. Trần tràn cười cười tính lại đáp lại, không có tiếp tục trao đổi. Khi đi ghi hình, tổ tiết mục phái xe chuyên dụng đến đón. Đây chính là đãi ngộ hôm qua không có. Đến hiện trường, Trần Trản phát hiện ngay cả vị trí của mình cũng đã thay đổi. Cậu từ bên cạnh trực tiếp qua Minh Chính Đại đến ở chính giữa. Nhiều vị trí nhắm vào, loại tư vị này quá mức huyền diệu một chút. Chương trình vừa bắt đầu, người dẫn chương trình liền bắt đầu diêu giao hiện trường bắt tội phạm đào tẩu. Rõ ràng là hắn đang nói chuyện, nhưng Trần Trản lại có thể cảm giác được camera hướng về phía mình Ánh mắt của cậu bình tĩnh dao động khi nhìn thấy một khán giả tại hiện trường Ngô tiên sinh ngồi ở hàng cuối cùng không rõ ràng Nhưng trong một nhóm người nước ngoài vẫn khá nổi bật Luôn miệng nói muốn hợp lực tiêu diệt những người còn lại Trần Trản lại dám khẳng định ý không ở trong lời nói Hệ thống Có vẻ quá tùy tiện không? Trần Trản một người trông rất đẹp Mi xem hắn không vừa mắt Vậy cơ bản sẽ không còn chỗ để thử thái Gặp nhau mà ghét nhau Đại khái chính là mình và Ngô Tiên Sinh Thời điểm thu hồi tầm mắt Trần Tràn liếc nhìn Ngô Nhị Bỗng nhiên có chủ ý khác Đương nhiên với tư cách là nhân vật nóng bỏng Người dẫn chương trình đem đề tài ném qua cho Trần Tràn, Muốn cậu phân tích sâu một chút bức tranh hôm qua Bản thân còn có chút không xác định Trần tràn nhìn về phía ngô nhị Nhờ kết quả xem tướng của ngô tiểu thư Tôi mới dám khẳng định Tội lỗi và hoàng sợ Kết luận của cô được sử dụng cho kẻ giết người là thích hợp Nói xong nở nụ cười Ngô tiểu thư am hiểu xem tướng Không bằng giúp tôi xem một chút Ngô nhị không từ chối Chán cao trơn bóng Sống mũi rất dài Trong người rõ ràng Báo hiệu nhiều con nhiều phúc Tuổi già con cháu đầy nhà mặt trần trần thoáng cái liền lạnh. Ngô Tiểu Thứ chắc hẳn không chú ý đến tin tức giải trí. Người yêu của tôi là một người đàn ông. Đối phương lớn lên ở nước ngoài, không nhìn nhiều tin đồn trong nước là chuyện bình thường. Sắc mặt ngồi nhị khẽ thay đổi. Chuyện tương lai có nhiều biến động. Trần tràn. Ý là tôi sẽ đi ngoại tình. Mùi thuốc súng nồng nặc, người chủ trì vội vàng hòa giải. Mỗi người đều có cách nói riêng, không cần phải so sánh. Không sao đó Trần Tràn nhớn mày Con cháu đầy nhà Chẳng phải nói tôi đội nón xanh vị kia trong nhà hết lần này đến lần khác Đôi môi mỏng vì bất mãn Mím thành một đường thẳng khắc nghiệt Cho dù rau bina Cũng không phải là phương pháp xanh biếc kiểu này Ba chấm Lúc mọi người trầm mặc Chỉ có Khương Dĩnh không biết ẩn Vinh Lan Sau khi xem đoạn video này sẽ có cảm giác gì Trần tràn tựa hồ Cố ý khơi dậy lửa giận của ngô nhị Phần tiếp theo hầu như đều hát ngược lại. Lời nói như dao, Ngô Nhị lại trấn tĩnh, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Trong lòng người dẫn chương trình sinh ra một loại ý nghĩ quỷ dị, cũng mày là phát sóng trực tiếp, nếu không đoạn clip hậu kỳ cũng không biết nên làm như thế nào. Trong khoảng thời gian tay quảng cáo, mọi người trên sân cũng tạm nghỉ ngơi, một số nhân viên đang giới thiệu và phát quà tặng nhỏ cho khán giả, phần lớn là bùa bình an mà một số linh giả đã ký tên. Trần tràn uống một ngụm nước Thật là một chuỗi công nghiệp tuyệt vời Khương Dĩnh vừa vặn cũng đến lấy nước uống Nghe vậy sặc Anh không phải thật sự muốn phổ biến khoa học ở chỗ này sao Đổi chú ý Nói cách khác Vốn đã có ý định này Khương Dĩnh không rõ nguyên nhân cậu cố ý trong giận ngô nhị Cũng không hỏi nhiều Nửa sau Trần Trần nói chuyện càng không chút khách khí nào Những lời nói lơ đãng hàng ngày của cậu Đều có thể khiến người ta nghẹn lại Hướng chi trải qua lời nói đã suy tính kỹ sắp kết thúc liếc mắt nhìn ngôi nhị thâm than suy cho cùng vẫn là tuổi trẻ hơi thở không có tính lịch sự nào trần trản bảo hệ thống lặng lẽ đi theo xem ngôi nhị sau khi gặp ngô tiên sinh sẽ nói cái gì hệ thống làm thế nào ký chủ có thể chắc chắn rằng họ sẽ gặp nhau nếu có thể liên lạc riêng tư họ nên cẩn thận che mắt mọi người mới đúng trần trản cúi đầu không nói hệ thống Hướng chi theo đuôi phụ nữ sống một mình Trái với nguyên tắc của tôi Trần tràn yên lặng thu gom từng ngón tay Lộ ra một nắm đấm xinh đẹp Rất nhanh Hệ thống rút lại phát biểu vừa rồi Theo như yêu cầu là một người theo dõi im lặng Bên kia cái thiết lập vô nghĩa nhập mộng giả Cư nhiên thật sự có người tin Tổ tiết mục giật dây môi giới Một ông trùm quan hệ công chúng Còn chủ động yêu cầu mời cậu ăn cơm giải mộng Trần tràn vốn muốn cự tuyệt Nghĩ đến bộ phim của Khương Dĩnh đang trong thời gian tuyên truyền, liền hỏi cô có ý định hay không. Khương Dĩnh không cự tuyệt. Trước mắt tới nợ anh. Cơm nước xong xuôi, trên đường trở về khách sạn, Trần Trản bỗng nhiên nói. Nhân tình có thể trả lại. Nhìn thời gian. Trong nước bây giờ phải là mới tan tầm không lâu. Nói đến đây đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười thấm người, Khương Dĩnh nhúng mày cách cậu một chút làm phiền Lâm Trì Ngang hỏi thăm một chút những gì ân Vinh Lan đã làm trong thời gian gần đây. Khương Dĩnh đối với hành vi này tỏ vẻ khó hiểu. Trực giác đó. Trần tràn ở phương diện này từ trước đến nay tương đối linh nghiệm. Mỗi người đều có nhu cầu riêng. Mấy lần nhờ vả người khác giúp đỡ, Khương Dĩnh tự nhiên phải mang ơn. Cô ủy thác cho Lâm Trì Ngang đi dò xét tin tức. Người sau giống như tuần theo thánh chỉ, không hỏi nguyên nhân đi chấp hành. Rất nhanh liền nghe được tin tình báo. Lúc nói chuyện, biểu tình Khương Dĩnh có chút kỳ dị, lời đắng toát ra vài phần kiêng dè chân tràn. Trước cửa biệt thự ân Vinh Lan xếp thành một hàng dài. Lâm Chỉ ngang ở đầu kia giới thiệu tình huống. Đại sứ xem tướng ra ra vào vào, cầm ảnh chụp của Trần Trản đều kết luận là diện mạo của cải đầy nhà, con đàn cháu đống. Đúng rồi, Trần Trản là mắt một mí hay mắt hai mí? Khương Dĩnh, hai. Thật đáng tiếc, nếu không sẽ tiện giáo kéo hơn Lâm Trình ngang Nếu không làm cho cậu ta cái môi cười Phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi số phận Ngữ quản thay đổi Nói không chừng tướng mạo cũng có thể thay đổi theo Ba chấm Khương Dĩnh cúp điện thoại Chân chản nhướng mày nhìn cô một cái Nói như thế nào Người mang thai thương mềm lòng Khương Dĩnh cuối cùng không đành lòng đem chủ ý của Ấn Vinh Lan cùng Lâm Trình Ngang nói ra Công việc bình thường Hình như là chuyện làm ăn lớn có người giúp đỡ che đậy, chân chẳng đương nhiên không biết mình bị thủy tính dương hoa một hồi. Về phần ân Vinh Lan, anh kéo toàn bộ những viên cầu bị nhốt ở nhà xuống sàn. Cũng may hệ thống không có mắt, nếu không hiện tại chính là một màn mắt to trừng mắt nhỏ. Sau khi ngây người một lúc lâu, y đưa tay lần lượt sờ bụng mỗi viên cầu. Anh là côn đồ à? Viên cầu tụ lại, ngày ngày sợ hãi lo lắng bị ăn thịt không nói. Không nghĩ tới hiện tại, ngay cả sự trống trắng cũng không còn. Chúng ta bị vấy bẩn rồi ỉ khuất bị kềm nén kéo dài Khiến tinh thần của một viên cầu gần như sụp đổ Trong lúc đó ngón tay ân vinh lan không cẩn thận chạm vào xích sắt Trong nháy mắt cảm giác được rét lạnh Huyền thiết ngàn năm chống tiểu thuyết võ hiệp cũng không hơn cái này Nhưng hiện tại y có mục đích khác Không tập trung đi nghiên cứu chất liệu của xích sắt Tất cả đều đã sở xong Kéo mấy cái bụng tròn nhất lên hàng phía trước Chúng lạnh run mở miệng vì sao bụng phình to như vậy? Con người có thể dễ dàng phát triển sang một thái độ ăn uống cực đoan khác trong trạng thái sợ hãi. Và hệ thống cũng vậy. Tổng bộ cố định sẽ truyền dữ liệu cho bọn họ. Đây chính là thức ăn của hệ thống. Mấy người này gần đây ăn hơi nhiều. Không đợi bọn họ trả lời, ân vinh lan tự hồ cảm giác được hành vi ấu trĩ của mình. Mặt không chút thay đổi kéo nhóm viên cầu trở về. Khi hệ thống đi theo dõi người nước ngoài trở về, Trần Tràn đang dùng bột yến mạch thay cơm. Tháng sau phải đi thảm đỏ, Vương Thành quý dặn dò cậu giữ dáng. Tôi không dám đi quá gần. Hệ thống ngấp úng. Hai người thực sự đã gặp nhau? Trần Tràn. Nói cái gì? Giọng nói của hệ thống bị suy yếu. Nếu tôi không thể đọc khẩu hình, ký chủ sẽ phân biệt đối xử với tôi không? Không. Trần Tràn ôn hòa nói. Há miệng ra. A. À. Trần Tràn lấy một chiếc nhíp từ trong túi ra, lấy ra một con chip trong suốt từ hàng trăm chiếc răng sắc nhọn. Hệ thống khiếp sợ không khép miệng lại được. Máy nghe lén. Nhìn ra sự hoang mang của nó, Trần Tràn chủ động nói. Khoảng cách xa như vậy. Trần Tràn ngắt lời. Đạo cụ đổi từ trung tâm thương mại, có thể thu thập tất cả âm thanh trong vòng 500 mét, tự động nhận ra và tách biệt. Miệng hệ thống há ra thập phần khoa trương. Ngay cả thân thể cũng sắp biến thành hình bầu dục. Một lát sau phát ra tiếng thét như chuột đồng. "Đổi khi nào? Tại sao tôi không biết về thỏa thuận?" Lọc ra tiếng la hét chói tai, chân Trản giải thích rất bình thản. "Chiều hôm đó, hai chúng ta ngồi uống rượu trong sân." Hệ thống nửa chừng đã có một cơn say ngắn ngủi, mặc dù thời gian không quá 3 phút. Lần duy nhất nâng ly rượu uống cùng nhau ngay lập tức hiện lên trong cơ sở dữ liệu. Nói như vậy, Máy nghe nén cũng là khi đó Trần Tràn bình tĩnh nói Bằng không vì sao ta lại mở chai rượu kia Loại rượu nổi tiếng Phải bỏ ra một số tiền lớn Trong buổi đấu giá từ thiện để lấy về Vốn là để chuẩn bị ăn bữa tối Giữa ánh nến với ân vinh lan Ngữ khí dừng lại một lát Trong mắt cậu bỗng nhiên lộ ra một tia tò mò Không biết đám đường minh lấy được quyền sổ nhỏ Đã lợi dụng bản thảo làm gì Một lần tiếp nhận quá nhiều tin tức đáng sợ hệ thống trải rộng trên mặt đất, nhìn từ xa, cầu hồ hóa thành một bãi chất lỏng. Trần trản cho nó đủ thời gian để khôi phục, mở máy tính, đọc nội dung trên chip. Công nghệ cao cũng không phải vạn năng, thanh âm tắt ra có chút mơ hồ không rõ. Lúc này tới tìm ta, ngu xuẩn. Tôi muốn anh ta chết, trên mạng đều nói tôi lừa đời lấy tiếng. Đã sớm nói với cô rồi, đừng dùng đạo cụ tạc tượng hề bói. Có để kiếm tiền à? còn có thể kết thân với rất nhiều người Đoạn thời gian kế tiếp đều là tranh chấp Trần Trản vừa uống sữa chua ướp lạnh vừa nghe Tổng kết lại ngồi nhị quả nhiên không chấm ổn như những gì đã nhìn Ngẫu nhiên lợi dụng đạo cụ Biến mình thành thầy bói thần bí Nhận được sự ủng hộ và tích lũy tài sản Nghĩ tới đây Cậu nhàm chán ngáp một cái Rất nhiều người làm ăn lớn đều có chút mê tín dị đoan Cũng mày ân vinh lan Tuy rằng giả thần giàu quỷ ở phương diện này cũng coi như là bình thường. Nếu như Khương Dĩnh ở đây, nghe được lời này, có lẽ sẽ đánh thức cậu một cái. Những người xem bói ở trước cửa nhà cậu cũng sắp không xếp nổi. Sữa chùa sắp cạn và cuộc cãi vã giữa hai người trong đoạn ghi âm đã kết thúc, miễn cưỡng có thể tổng kết ra một số thông tin hữu ích. Gậy ông đập lưng ông, ném bom tấn công khi cậu bốn lòng cảnh giác. Đáng tiếc vừa mới vào vấn đề chính, còn lại chính là tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất, theo thanh âm dần dần xa, báo hiệu một hồi nói chuyện kết thúc. Hệ thống vẫn duy trì tư thế trải xuống đất. Cái gì gọi là oanh tạc công kích cơ? Trần tràn mỉm cười, và sự trùng hợp tuyệt vời rốt cuộc cũng được giải thích. Đây là trò chơi đã thu hút ta ra nước ngoài. Hệ thống đứng dậy. Điều gì đã xảy ra ở nước ngoài? Phương tiện động thủ vắng vẻ, Trần chẳng nghiên cứu bản đồ nội thành một chút. Từ tiết mục náo nhiệt có thể nhìn ra lực lượng siêu nhiên mê tín dị đoan của nước hắt. Ta ở chỗ này tối lửa tắt đèn, phỏng trừng chỉ thêm tư liệu cho truyền thuyết đô thị. Hệ thống bổ sung Ân Vinh Lan tay ngắn chẳng với tới trời. Chờ hắn chạy tới, những người mắc kẹt đã sớm bỏ chạy. Trần chàn sờ sờ cái đầu tròn của nó. Trở nên thông minh rồi đấy. Đánh giá hệ thống. Lấy trứng trọi đá, lực lượng của một người bị mắc kẹt không đủ nếu họ liên minh thì sao hệ thống lắc lư một cái chấn chản dường như không ý thức được cú sốc gây ra cho nó tiếp tục nói thừa dịp ta không chuẩn bị tập hợp tất cả tài nguyên đánh lén thật là hoàn hảo lòng bàn tay càng cõ sát mạnh loại tình huống này phải làm sao bây giờ mặc dù là hỏi nhưng hệ thống cảm thấy cậu đã có kế hoạch hỏi đây có phải là bài kiểm tra của tôi không chấn chản hơi gật đầu hệ thống nếu như không thể trả lời trần tràn nở nụ cười tay nắm chặt trong hư không cực kỳ giống như bóp chết một con kiến hôi hệ thống nếu như trả lời sai đầu ngón chân trần tràn giật giật làm ra động tác nghiến chết một con kiến hệ thống run rẩy yêu thương tôi lần nữa trần tràn tay súng một ít tư liệu từ trên mạng không ngại phiền phức chạy tới tiệm photocopy in ra một lát sau đặt ở trước mặt hệ thống Mở sách kiểm tra Hệ thống kích động lật xem Nhìn kỹ phát hiện bất quá chỉ là sách lịch sử bậc trung học Về mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu Đáp án Tự mình tìm Đọc nhanh như gió xem xong một phần ba Không có thu hoạch Cái này là phiên bản live action của Liên bang Nga Cái nào khó hơn Trần tràn Liên bang Nga Hệ thống trong nháy mắt héo úa Không chịu thừa nhận chỉ số y quý khiếm khuyết Cố gắng tìm kiếm trần tướng khi nó học tập trần Trản cũng không nhàn rỗi vẽ nguyệt ngoạc trên tấm điệp nhỏ màu sắc vặn vẹo không bao lâu lại mang đến cửa hàng in ấn gia công khi lấy về có chút bóng dáng của lá bài tarot ở trong đó hệ thống đi đến bên cạnh cậu lộ ra một nụ cười tự cho là lấy lòng trần tràn với cúi đầu liền nhìn thấy một cái miệng to như chậu máu nhếch lên ba chấm hệ thống tôi đã cố gắng hết sức trần tràn thở dài có chút bất đắc dĩ ôm nó lên, chậm rãi nói về chính sách đối ngoại thời chiến quốc. hệ thống nghe sóng vội vàng lật sách giáo khoa. thật sự có. cuối cùng về mặt sùng bái. thảo nào ký chủ phải bỏ tiền ra đi học ban đêm. nó đáng giá. ở cùng một khách sạn, số phòng cùng ngồi nhị rất dễ hỏi thăm. nhân viên theo lý thuyết không nên thông báo cho cậu, nhưng vì cả hai nghi cùng một chương trình, ngay thấy câu hỏi liền không nghi ngờ gì về cậu. Ngô nhị mặc áo ngủ đến mở cửa trên sàn có một tấm lau màu tím thêu đầy hoa văn la bàn ngụy trang đã lâu cô ta lại bắt đầu tin tưởng mình thật sự có chút sức mạnh kỳ lạ nào đó trần trản nhìn ra hoang đường trong đó ánh mắt khẽ động lúc này hai người đứng đối mặt nhau ngô nhị khôi phục vẻ cao lãnh khi ghi hình chương trình tôi không có hứng thú cãi nhau với anh hiển nhiên còn đang ghi hận đuối trọi gay gắt trong chương trình trần trản cười như không cười nhưng cô lại nguyện ý dành thời gian cùng ngô tiên sinh nói chuyện Sắc mặt ngô nhị nháy mắt biến đổi Chân tràn như ý nguyện được mời vào tâm sự Người trên ghế sofa như một người bạn bình thường Chân tràn đầu tiên không tiếc lời khen ngợi đối thủ Chủ ý không tệ Nguyên bản ngô nhị còn ôm một tia tâm lý may mắn Thẳng đến khi cậu mở miệng tia may mắn này trong khoảnh khắc tan thành mây khói Người nghĩ ra biện pháp này không phải là tôi Là hắn muốn không sao cả Trần Trần nhún vai Hồn nhiên không thèm để ý nói Chỉ cần cô có thể bỏ ta theo chính Anh muốn tôi giúp anh đối phó hắn Trần Trần cười nhạt một tiếng Không trực tiếp trả lời Giống như đang chờ đáp án Sau mặt ngồi nhị nhiều lần biến hóa Cuối cùng cắn răng nói Có thể Trần Trần từ trong túi lấy ra tấm thiệp DIY buổi chiều Ký tên vào góc dưới bên phải Tay ngô nhị hơi run rẩy. Đây là cái gì? Đạo cụ đổi từ trung tâm thương mại. Trần Trần nhớ mày. Nếu như cô phản bội, nó sẽ dạy cô làm người một lần nữa. Khi ngô nhị do dự, sự kiên nhẫn của Trần Trần đã cạn kiệt. Trong mắt tiết lộ ra một tia sát ý. Tôi ký. Trần Trần hài lòng gật đầu. Hiện tại chúng ta đã là một con trâu chấu đu trên cùng một sợi dây đưa cho tôi danh sách những người bị mắc kẹt còn lại mà cô biết. 5 phút sau, một danh sách mới được đưa ra. Người nhị nhịn không nướng hỏi. Anh chuẩn bị dùng cùng một phương pháp đối phó bọn họ sao? Cưỡng chế và dụ dỗ rất khó nói. Cơn thịnh nộ tồn đọng cuối cùng đã được phát tiết. Thế tại sao lại ở chỗ này ép buộc tôi hả? Trần Trản không để ý đến câu hỏi đứng lên trước khi rời đi nói. Đủ giá trị tẩy trắng, có thể đổi đạo cụ giải trừ nguyên rùa. Bất quá tôi đoán cô hẳn là không liên lạc được với hệ thống. Đồng tử Ngô Nhị đột nhiên co rút, vội vàng thử khai thông trong đầu, nhận được câu trả lời hơi thở vào nhẹ nhõm. Trần Tràn, nói thêm vài câu. Ngô Nhị về mặt hồ nghi, nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Một lát sau, sắc mặt càng lướp càng khó coi, hơn cả mấy ký hiệp ước. Trần Tràn sớm đã có dữ liệu cứ như vậy lặng lặng nhìn cô ta Ngồi nhị sông tới Là anh làm Trần tràn vỗ xuống móng vuốt trên vai Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy Vậy Treo máy Đây vốn chỉ là một suy đoán của trần tràn Có chút năng lực như ngô tiên sinh Hệ thống còn có lý do để ở lại Còn những người ở lại khác Ngay cả phí bảo vệ cũng không trả nổi Hệ thống không có lý do treo cổ chết trên một cái cây Hệ thống thứ năm của cậu đã làm điều đó Bây giờ nhìn biểu tình của Ngô Nhị Suy đoán đã được chứng được Không nhìn về mặt thất thần của đối phương nữa Chân chẳng cất bước đi ra ngoài Vừa cúi đầu vừa đi về phía trước Nghĩ tới mục tiêu tiếp theo Chân chẳng đột nhiên cảm giác được cái gì đó chợt ngẩng đầu Nhìn thấy người quen đứng ở cửa phòng Đang mỉm cười nhìn cậu Ân Vinh Lan Trần Trản có chút kinh ngạc Sao anh lại tới đây Ân Vinh Lan Mọi chuyện của công ty đều xử lý xong tới thăm em một chút. Trần Tràn nhận lấy túi sách trên tay anh, nhìn đồ ăn vặt mua cho mình, quẹt thẻ mở cửa phòng. Sau khi vào cửa, Ân Vinh Lan đi toilet trước, lúc rửa tay vô tình văng nước lên ngực, lại đi vào phòng ngủ thay quần áo. Trần Tràn ngồi trên sofa à một tiếng. Đây là muốn lật tung tất cả những nơi có thể giấu người. Làm thế nào để sống hết một đời khi không có sự tín nhiệm giữa vợ và chồng? Quyển sách này đã đến lúc đưa lên nhật báo rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé xin chào và hẹn gặp lại